một bé B đang tuổi ăn tuổi lớn, tội chưa? Đấy. Thì người gia chủ này là bán cho lò mổ, tôi nhìn thấy rất tội nghiệp, rớt rãi chảy ra. Thì chủ nó đòi là 5 triệu rưỡi. Thì bớt đi bớt lại là họ bớt cho tôi là khoảng 150 triệu 4, tôi lấy 5 triệu 8. 5 triệu 8. Đây. Một bé gọi là bê con đang tuổi ăn tuổi lớn. Đấy. Con người bắt đầu chế biến món ăn nướng. Đấy. Rất là tội nghiệp. Đấy. Đây, thì đang thả cho anh Thuy Lê. Chung tay các mạnh thường quân trong và ngoài nước cứu các bé được hít vào thở ra, được sống quãng đời còn lại. Bé B bỏ sữa rất tội nghiệp rồi. Đây. Rồi đây 5 triệu rưỡi, tôi lấy 5 triệu 8. Đấy rồi, rồi. Đấy rồi. Đây, nếu mà không cứu là chiều nay là người lò mổ là họ đã đập đầu bé. Rồi xin cảm ơn tại cái ổ Chi Lê, các mạnh thường quân, cô các chú, các anh các chị trong và ngoài nước rồi phát tâm cứu một bé bê bò sữa đang tuổi ăn tuổi lớn vào máy ấm Chi Lê để bé sống thêm một lần nữa, hít vào thở ra. Đấy. Đây. 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 Một bé bò đúm bò sữa. Ngoan 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 đây. Bò lò mổ nhìn rất là tội nghiệp. Đây thì đăng tải cho anh Thuy Lê này, cho các mạnh thường quân này, các cô các chú các anh các chị trong ngoài nước này chung tay để hoan hỉ để cứu một bé bê bò sữa sống thêm một lần nữa, được hít vào thở ra. Đấy, rồi giá bé này là bằng lấy là bằng 5 triệu rưỡi, thì tôi lấy 5 triệu 8. Đấy, nghĩa là tội nghiệp đây. Đấy, đây đấy, bé. Bê rất là tội nghiệp, trói chân rồi này. Chuẩn bị. Đây. Rồi. 5 triệu rưỡi tôi lấy 5 triệu 8. Bê. Bê.